con chim én mong mùa xuân về thì vui chiến thắng mẹ từ quê nhà. Sài Gòn ơi, ta đã vui trên đường chiến thắng. Khi tiến vào thành phố Sài Gòn, những người lính mặc bộ quân phục mới tinh bằng vải tô châu còn thơm phức. Nhiều người dân thành phố đón chào họ dọc hai bên đường. Trong ký ức của nhiều chiến sĩ, khi giải phóng những thành phố khác, hiện tượng này không xảy ra. Các đơn vị đóng quân và bảo vệ những địa điểm vừa kiểm soát được. Đêm đầu tiên ở thành phố mới giải phóng, rất ít người có được giấc ngủ trọn vẹn. Đêm 30 tháng 4 năm 75 thì theo thói quen ấy, thì tôi cứ đến tối tôi kiểm tra xem bộ đội nó đi ngủ chưa. Thì tôi thấy lính nó cứ ngồi tụ nhóm thì 5 người, nhóm 7 người, nhóm 8 người, từ nhóm tới nhóm 1 nó ngồi, nó nhắc tên tên bạn nó chết, nó khóc. Thế thì nó cứ nhắc là bây giờ mình về mình còn sống thì bố mẹ mình sung sướng, thì bố mẹ thằng này nó hỏi thì mình nói thế nào. Thương bạn, mình về được mình còn sống, mình về hết chiến tranh. Thế thì bạn chết rồi thì nói thế nào, bố mẹ mẹ buồn buồn. Thế chúng nó khóc, tôi cũng khóc. Tôi cứ đi kiểm tra, tôi cứ nghe từng chỗ, mà tôi chẳng nhắc đi ngủ nữa mà. Đêm hôm tôi không ngủ được. Sau vài ngày vắng vẻ, vì những biến động lớn, mọi thứ gần như đã quay trở lại bình thường. Một số đơn vị đã được tập huấn về công tác dân vận. Họ tỏa đi các phố để gặp gỡ, nói chuyện với người dân. Mọi người nhanh chóng chuyển từ lạ lẫm sang gần gũi. Dân Sài Gòn mới tiếp xúc với bọn chúng tôi thì dân Sài Gòn thích lắm. Người ta thương chúng tôi, người ta mới thấy lính tôi ở trên xe thì cứ ăn lương khô, cứ ăn cơm sấy. Người ta gánh cơm ra, người ta mời cơm. Chúng tôi không ăn, người ta ăn thử để cho mình biết là không phải chất độc. Đối với những chiến sĩ giải phóng, Sài Gòn thật khác lạ. Đó là vẻ ngoài phồn hoa với những con đường rộng lớn, nhiều ô tô và xe máy, những tòa cao ốc, những thanh niên áo chẽn quần loe và những hàng hóa nhập khẩu đắt tiền. Trên đường phố, người ta nhận ra màu da khác biệt trên khuôn mặt của những người lính giao liên. Đó là màu da sốt rét rừng. Dường như mỗi người lính vẫn giữ một góc nhỏ ký ức riêng về Sài Gòn những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Những ngày này, ký ức đó lại trỗi dậy, giống như mùi thơm của những bộ quân phục mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.